Hey, xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi với các bé cún nhé. Hai bé baby hôm nay đã được chọn hơn một tháng rồi các bạn. Đây, cái gì nữa? Này, đó là cái cưng nha. Bạn ơi, nào quá. Nè, cho ra nè, cho ra nè. Thích gì vậy? Bạn ơi. Này, bé vàng vàng nhẹ nhẹ tưng tưng là cha của hai bé này nha các bạn. Hôm nay đã biết tự đi rồi. Các bạn thấy là cưng các bạn. Đấy. Nhìn cái đồ chơi á. Đó là thuộc dòng bốc sóc nha. Đó. Đây, đây là mẹ của hai bé. Chỉ đẻ được đúng hai bé thôi. Nên nuôi bé nào nấy cũng mập ù. Nhìn thấy cưng lắm nha các bạn. Còn bé này Mina, xem nó chịu biết tên nó đâu. Mặc dù nó đã được tầm 3 tháng rồi. Cái bé mà là bút đồ la với khóc sóc. Hai bé này là một bé màu kem kem nha, một bé thì màu trắng. Rất là đang săn lo nhoi. Gì nữa? Bòi, bòi. Phao ạ, phao ạ. Hai baby vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tại sao này lại tán loạn như vậy? Đây là lát các bé cuốn tại u bé xóm các bạn. Mà chứ mình sẽ chỉ cần bán baby thôi, ba bé to để nuôi lại sẽ bán ba baby. Mina, đây con, bé kia là bút đồ lát khóc sóc nha. Mina, trúng luôn rồi. Lông nó dài thòn, không có ai cắt xỉa chưa cạo lông máu lần nào luôn đó. Mina, hay chơi này con. Dạ yeah. Nhờ quá. Nó là bút đồ lai nghe. Đã được xích 3 mũi đầy đủ. Mặt rất là đẹp nghe. Mộng mơ. Bé này bé cái. Còn hai bé nhỏ xíu kia là được nghe. Gì nó. Ê tất nhau đi mấy con, tập trung như nhân vật chính nè. Bây giờ tụi bay lao nhoi quá. Còn xa xa là một bé mèo chân lùn nha. Lùn, một cái gọi đó là lùn thôi. Đấy, lùn đây đây con, chắc không biết đâu. Tưng tưng cái gì đó. Bé này là có một bé lanh hơn nè. Đấy, biết đi hửi khám phá này nọ. Bé kia thì cứ đi theo mẹ thôi. Đấy, con trai của mẹ kìa. Đi ngon ngon. Bà con xính gì con? Phá phá gì? Lùng. Lùng sao con lùng vậy lùng? Lùng. Nói chung là đối với mèo nó rất là láo ấy các bạn. Gọi vậy thôi chứ ít khi nào lại lắm. Đó. Ê, một tháng tuổi rồi nha. Bạn nào thích thì liên hệ ngay để đặt cọc cước bé được rồi nha. Gì có? Con cũng muốn chơi nữa hả? Một trắng một kem nè. Đi theo nữa hả? Đi theo nữa hả? Bòi bớt đi con chơi với hai đứa con của con kìa. Cái bé lùm xổm này không biết làm gì luôn. Này là cuốn của nhà đẻ nên bảo đảm bao khỏe nha các bạn. Một bé nó đang lủi lủi đi đâu đó. Nó con lại làm gì rồi? Kiếp.
Cái gì vậy? Thương xấu quá. Thằng boy mày làm gì đó? Nằm phè ra cho người ta gãi vậy đó hả? Mà thấy ghét không kìa. Cứ như chó catalog á. Gì có, gì có. Ê, ê. Không có giỡn với điện thoại. Đang lên nè. Ê, 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 Lucky. Lucky. Mặt thấy cưng vậy kìa. Chân lùn như các bạn. Y chang như mẹ của nó. Hút lớn nó sẽ coi cái bờm y chang như chó mẹ nó. Boy. Gì? Tung tăng gì đã chưa? Nên nó rất là biết canh con đó nha. Con đi đâu là nó theo dõi liền. Boy là bị chân cao nè. Có con mẹ là chân lùn. Thì dòng hai đứa con nó cũng sẽ lùn theo. Lucky. Lucky, Lucky, Lucky. Ây da. Mina. Mina nó chưa quen mẹ thôi. Gì con? Ê, ê, Lucky. Không ăn hiếp em. Ê, Lucky. Con lại đi ăn hiếp đó. Không có biết gì đâu. Thấy cưng quá đi. Mà nào thích mấy bé cuốn thì liên hệ với shop nha. Đây thằng hiếp kìa. Hai mẹ con đang hiếp bé nhỏ. Không thể hiểu nổi. Boy. Ai cho mày đi đào cây? Ai cho mày đi vào cây? Trời trời, mấy chỗ cây ta trồng. Ở trong đó luôn đi nha. Cho mấy này giải tán vô được. Vô. Vô. Không được ra. Đấy, một sự huấn luyện rất là tốt. Ở trong nghiêng trong đó chưa? Không được ra. Cho hai bé này chơi được. Lucky. 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 Đấy. Nào mày, boy. Rồi giải tán vô. Vô. Đây. Ba bé được huấn luyện rất là tốt. Lucky. Vô chuồng con. Vô. Trò này cũng vui chứ nhỉ. Trong đời ở đây là có luật lệ hết. Anh nó huấn luyện các bé chó luôn luôn như vậy. Có đứa nào không có đi đá bậy nè, không có tè bậy thì mới được lang thang thôi. Nếu mà mấy đứa nhóc kì không có được ghen tị với bé nghe chưa. Bây nào con đi tắm đi con. Mắt còn chảy nước mắt quá rồi. Vô. Nơ 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 nơ. Nơ mày cũng muốn vô nữa hả? Vô hết bây giờ đó. Hai cục cưng nè. Ô. Long nhìn giận giận thấy đã không? Nó còn nhỏ nên mình chưa có tắm nha mấy bạn. Tắm xong mà làm spa đẹp miên man. Không thua gì mấy chú chó trên Facebook đâu nghe. Này con thấy ghét quá. Này cái mặt. Sao nè? Giờ sao nè? Giờ sao nè? Kỳ, không ăn thấy tìm nữa. Tấn công nhỏ dữ vậy. Lồng. Lồng có vẻ không tha em nữa luôn. Thôi được rồi con đừng đi phá mèo con ơi. Còn nhỏ đã đi phá rồi. Đấy, cái chân đi thấy ghét nè.
Vậy ok, bạn nào thích nuôi các bé cún thì nhớ liên hệ với Vũ Pet Shop nha, để mình chia lại cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Vũ Pet Show, rất nhiều các clip hay và các bé thú cưng. Chào các bạn đi nào. Rồi rồi, cái gì trong cho giả kìa. Bye bye.